Vòng kia bà. Hey, chào các bạn, mà là Tấm Chè đây các bạn. Hôm nay gặp lại các bạn trong lòng cảm thấy rất là vui nha. À, mình đang ở trên ngay chỗ cái cầu Mỹ Thuận nè các bạn ơi. Đi tắm cho chiều nóng quá, rủ cả gia đình luôn luôn các bạn ơi. Cả dòng họ đi tắm luôn nha. Yeah, bà Chè đây nè các bạn ơi. Đó. Rồi, thiếu nữ thầm lặng đây ra. Thiếu nữ thầm lặng tắm không con? Tắm không? Không tắm à, nước lớn. À, tắm mà sợ nước lớn. Rồi. Đây, rồi với xe quyền thoại của ông Chè đấy các bạn, chở cả dòng họ đi luôn. Chở cái dòng họ đi luôn nha, đó ông Tấn xuống tắm à. À, tắm trước đây rồi hồi cái lên có đem dài lon với mớ mồi các bạn ơi. Lên nhậu chơi ha. À, không chứ này à. Cái nó thì chứ nó đâu có mặc quần cục. Hắn làm gì làm. À, có rồi. Đây, là châu Âu lẻ dữ ha. Dữ ha, đó, có tem là châu Phi đi tắm chung luôn các bạn ơi. Đó, mắt chân lẻ. Mắt chân lẻ. Quá cỏ. Không có chuyện thề nha. Khi làm sao không có chuyện thề nha các bạn. Không có chuyện thề nha mọi người. Rồi, tắm đây đừng ha, đừng qua mấy đứa nít nè, mấy đứa nít nó dướng nha. Vui ha. Mang hết sức mang không? Xuống tắm đi em. Tắm đi anh quay cho. Rồi thôi em quay với cái gì đó. Vui lắm các bạn ơi. Tắm đây nè, ở dưới là bãi cát nha các bạn. Đó à, rồi. Bà Chè bữa nay bà Chè tắm thử bốn mấy năm rồi bạn, mình chưa biết lội sông với bạn. Hôm nay mình lội là đây nè các bạn. Nha, có bật xuống nè. Có từ bật xuống luôn, có từ bật xuống luôn, có từ bật xuống luôn. Em có biết bơi không? Ở đây mình xuống mình tắm thử các bạn, mình 20 năm rồi. Đây có từ bậc luôn các bạn, đi xuống rồi, ở dưới đây là các bạn. Ở dưới đây là các bạn biết sao không? Ở dưới đây là coi như là cát không à. Đó, cát không à. Ông Tấn ơi, gần gần ông Tấn ơi, ông đi xa gì ông Tấn ơi, quay không thấy không? Không dám quay mấy đứa nhỏ, dướng nghe. Làm ngoài, làm gì ngoài vậy, ông kiếm là cái bạn ngoài hả? Biết rồi, nhưng mà gần gần đây quay phim cho nó đẹp. Ừ, lé lé lé, xích qua đừng né né nhỏ, tao không quay đứa nhỏ, không quay mấy em bé, quay em bé dướng nha. Đó, đây là bạn Hiền mình ở châu Phi mới về nè các bạn ơi. Đó, bạn Hiền ở châu Phi mới về. Đó, ngoại kiều châu Phi với ông Tức Mò Heo rồi với bà Chè, ông Chè ở trên quay phim các bạn. Tắm này vui lắm nha. À, nước thì chiều chiều nay lớn các bạn đó. Nước trong lắm, mát lắm. Chè cũng muốn tắm lắm mà. Chè cũng muốn tắm mà hồi chưa có ai quay phim nha. Hồi nó có ai quay phim rồi review cho các bạn cùng xem nha. À, làm đừng chơi thời nha ông đó. Không đợi giữ em, trời giữ em đi. Cạn quéo tới qua ngoài luôn, tới cái cây luôn. Mát lắm nghe các bạn. Trời ơi, bơi ngoài đây nè, cát nè bà ơi, bà nói sịn các bạn, đây cát nè. Nhưng mà đừng qua mấy em bé, ba em bé này không có dính vô hình được. Ừ, đúng rồi, tắm giấm bãi biển Vũng Tàu không? Này Vũng Tàu bãi biển Vĩnh Long các bạn ơi. Chè ơi ra đây tắm lắm nhưng mà hôm rời thì không có dịp review cho các bạn xem. Bên này nóng quá, trời nóng rồi. Chở cả gia đình dòng họ ra đây luôn các bạn. Thánh năng cái tàu giờ đi làm rồi, bữa nay thứ bảy lĩnh lương các bạn. Thật ra không có thánh năng cái tàu đi tắm. Chúng tôi kêu thánh năng cái tàu đi tắm rồi. À, vui lắm, các bạn có dịp lên đây nha. À, gần ngay chỗ là Hao Thao đó các bạn. Hao Thao ở sau lưng Trường An nè. Nha. Sau lưng Trường An, gần cái chỗ khu du lịch Hao Thao nha các bạn nha. À, khu này đẹp lắm. Khu này đẹp lắm các bạn. Đây nè, gần khu du lịch Hao Thao. Rất là đẹp nha các bạn. Đó. Khu này nè. Rồi, cũng có đem thêm mớ mồi để nhậu. Lê rai. À,
Đó, đem thêm mớ mồi nhậu nè các bạn ơi. Đó, đem thêm mớ gì đây. Và cho em đem đây mấy lon bia. Đem theo mấy lon bia các bạn ơi. Rồi. Mấy lon bia nè, rồi khô bò nè các bạn. Và cho em bọc này bọc ốc luộc nha các bạn. Ốc luộc. Rồi còn gì nữa đây? Dưa leo. Rồi này gì đây? Tôm. Tôm luộc các bạn, tôm luộc với thịt luộc. Được. Rồi. Có chùm ruột nữa nè, bà chị ơi, đem chùm ruột các bạn ơi. Chùm ruột. Rồi. Muối ơi. Lên nhậu đi. Nhậu đi cho review cho các bạn xem cái khu hao thao chút xíu nha. Rồi cái làm lại ra nha các bạn. Khu này đẹp lắm các bạn. Y như biển Vũng Tàu vậy đó. Bờ kè sau lưng Trường An các bạn. Gần khu du lịch Hao Thao nữa nè. Đây, Hao Thao chứ Hao Thao nãy chạy xe thấy mình tưởng đâu là Hao Thao đây. Hao Thao các bạn. Đó. Du lịch Hao Thao người ta quảng cáo nè. Mà chắc chưa xong các bạn, cũng gần nè. Chắc 30 tháng 4 cũng khánh thành nè. Đây khu du lịch Hao Thao đây nha các bạn ha. Đó, chờ bạn quảng cáo nè. Đó, 50m này về hướng này ha các bạn ha. Đó, các bạn thấy không? Đẹp không? Cực kỳ đẹp phải không? Đẹp lắm nha. Này lại review, đứng ngoài review cho các bạn xem khu Hao Thao nha các bạn. Hao Thao rồi White House. White House, nhà trắng đó các bạn. Mô hình của nhà trắng đó. Quay heo. Vắng quá các bạn. Bữa nay ở Vĩnh Long cũng coi như là xã cách ly rồi. Nhưng mà vẫn còn giữ khoảng cách nha các bạn. Không được tụ tập quá 10 người nha, 10 người hoặc 20 người gì đó. Đó. Coi như là Vĩnh Long cũng xã khoảng cách rồi. Ê, cũng xã cách ly rồi. Đó, cũng quán xá cũng bán lại nhưng mà bán mang về các bạn, không được tụ tập. Đây xe review cho các bạn xem cái khu là Hao Thao đây, Hao Thao đây. Ồ, có cái bông này đẹp quá các bạn, bông bụp mà đẹp quá. Cái bông tuổi rất là đẹp nha. Bạn thấy không? Đẹp không? Ồ, có cây cổ thụ gì mà to quá các bạn. Ồ, có cây gì to quá. To quá. Cây này đi coi. Cây này không phải, cây bồ đề. Cây bồ đề nghe các bạn. Cây bồ đề thôi chứ không có gì hết. Rồi review cho bạn xem. Có xây cây giống như cái lò gạch giải chiến nè các bạn. Ở trong khu du lịch người ta xây như cái lò gạch giải chiến vậy đó. Rồi người ta trồng cỏ. Rồi cái White House đằng kia thì quá xa. Không review cho các bạn xem được nha. Nè, người ta cũng đã chuẩn bị dần khai trương rồi các bạn ơi. Quá khu du lịch lớn lắm nha. Khu du lịch lớn lắm nha các bạn. Để cho các bạn zoom cho các bạn xem nha. Cái máy này cùi bắp thành ra zoom cũng không cực kỳ đẹp mấy, các bạn thông cảm nha các bạn. Đó. Khu này là Hao Thao. Đây các bạn nha. Đó. Thôi cho các bạn xem chút xíu rồi về nhà. Là đang làm mấy ve bia các bạn ơi. Là đang làm mấy ve bia nha. Mấy ve bia coi. Cảnh đẹp quá các bạn ơi. Chiều ra đây mát mẻ. Bữa nay trời nắng nóng quá. Ở nhà chịu không nổi các bạn. Đây thứ bảy. Chè làm rồi về rồi. Nóng quá các bạn. Đó, đi sông như bãi biển Vũng Tàu vậy các bạn. Mà tao nước sạch lắm. Nước sạch cực kỳ. Xâm nhập mặn thì không có xâm nhập tới đây các bạn nha. Xâm nhập mặn thì không có xâm nhập tới đây.
Rồi bia làm bảy mới rồi, tắm cho khỏe rồi. Hồi nãy giờ đi hơi xa các bạn nha. Review cho bạn, hồi review chỗ tắm cho bạn xem cho vui. Bạn ở Vĩnh Long về, hoặc là chưa nhiều khi chưa biết cái khu này nữa. Cái bãi này nha các bạn, nó cát lại ra tới là cả mấy chục mét luôn, cả trăm mét luôn các bạn. Là y như bãi biển vậy đó. Rồi, thôi. Rồi mình làm tình đi. Nó đá ra tính bây giờ không làm được gì vậy. Trời ơi. Tụi bay đủ mà tao chết không biết tụi bay làm gì không. Tụi bay gì? Đấy. Đây là cho uống miếng đá. Rồi làm 7 miếng đi. Rồi đặt tay phải không? Làm 7 miếng rồi xuống tắm. Rồi dọn ra cho ngon lành coi. Rồi xui bia đi. Nhìn không biết sao hỏi giờ. Tiêu lấy tầm nè, chích cho chấm lấy thịt chấm ăn. Chưa? Rồi rồi. Đắp đó. Rồi gót bia đi tức. Bia gót rượu, rượu đi. Chứ bia thấy cái đá hơi khó đó, bia ăn hồi á uống. Uống rượu trước đi, nha. Có còn gì phải không? Bằng cái ly đó. Tao mắc làm này mà mày nghĩ tao cái gì tao cũng lo cho mày hết trơn. Tao sống tới ngàn năm nữa tao lo cho mày. Lấy cái ly. Nãy nè, nè, nè. Chơi nắp đó đó. Rồi, nắp uống rồi uống miếng nào hết này. Tự lo đi. Chuyện đó phải để tao lo cho tụi bay nữa hả? Bạn ốc ra coi. Mình sống tập sống giống như là kênh của gì? Kênh của ông gì quên mất tiêu rồi, tự nhiên quên. Đây, ôi làm miếng ốc các bạn ơi. Người ta đi Vũng Tàu người ta ăn ốc biển, mình ở Vĩnh Long biển Vĩnh Long thì ăn ốc đắng nha các bạn. Ngon quá. Ngon. Ngon. Đây đi. Để đừng dục bậy bạc, đập cái chân chứ. Ngon quá. Ờ ghé ăn tôm không con? Tôm nè con. Ờ xích cho ăn cơm đi con. Nè tôm nè. Tôm. Ngọt không? Ngọt. Tôm ngọt không bạn? Tôm thì... Tôm này giống như... Rồi. Rồi, vô. Đã thiệt. Thôi rồi hồi nó uống bia sao? Chứ sao vậy? Rượu mạnh lắm. Rượu này không muốn rồi, mạnh lắm. À, làm miếng rồi, làm miếng thịt ba rọi các bạn ơi. Thịt ba rọi. Chà, chấm miếng nha. À, ngọt quá. Quá ngọt các bạn. Mình gà với em hơn không? Tắm chút xíu rồi, mềm ốc đắng nè. Đây, bận dụng lắm á. Dụng đi đạp chết. Ăn uống hay vệ sinh. Rồi, bên đây là tôm nè. Thịt luộc nè. Rồi khô bò nè các bạn. Trời ơi, đem đi có chút xíu rồi, đi tắm chơi chút. Mà đem gì nữa mới. Cháy em. Cháy này cháy chùm ruột, mứt chùm ruột các bạn. Lục tôm cho em ăn con. Lục tôm cho em ăn. Mời tất cả mọi người nha. Mọi người nhỏ nhỏ, mọi người ăn đi. Nãy mua có 100.000 ký các bạn. Tôm. Tôm này ngọt, nhỏ nữa ngọt. Vừa ăn. Giờ là thiếu nữ làm lặng nè, thiếu nữ làm lặng nè. Nào. Thôi vậy chào tạm biệt các bạn nha. Một hồi nữa là tại vì không ai quay phim nên ra tắm chè không có tắm được. Bà chè bởi đâu rồi? Thay đồ không? Ủa bà chưa mới tắm chút xíu thay đồ gì?
tại vì không ai quay phim thành ra tâm về không có tắm được các bạn. Bye bye các bạn nha, hẹn video lần sau nha các bạn. Chào tạm biệt tất cả mọi người đi. Chào tất cả mọi người luôn. Rồi bye bye.